Rồi bữa nay em về ăn cỏ rất là mạnh hay của chú anh chị. Rồi nghe nàng nội không? Đây, ngày 13 tháng 8 hay của chú anh chị. Nay em có về mấy bộ bò ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ tại bò Minh Trung ha. Đây, bộ mẹ con nghe được anh chị, nghe được cô về cực kỳ là mát sữa ha. Đó. Dài hở nha anh chị. Bò này có 3 tháng bò nha anh chị. Nghe là tầm 3 tháng bò nha. Con mẹ 1m23 nha cô chú anh chị. Con mẹ cao 1m23 dài đòn lắm nha. Đây, 4 chân khú anh chị. Đó, chân móng hoàn thiện ha, đuôi dài luôn ha. Tôi dài lết hết luôn. Con bò này đang ôm con thứ ba nó nghe cô chú anh chị. Cái yếm cổ này em về em mới xịt ve nó cho nên nó rớt ve nghe anh chị, chứ không phải nó bị gì nha. Đó. Chủ chúng ta bỏ ve nó cắn quá trời cái con cổ. Đó. Em đứng xa cô chú anh chị mình dễ hình dung ha. Đây, nghe pin lực lắm anh chị ơi. Đó. Nghe rất là biên lực ha, rất là mát sữa ha. Nghe tầm 3 tháng tuổi anh chị. Đùi về tới đất luôn anh chị. Bò này là mám mám vô tầng nhất anh chị. Đầu tầng nhì ha. Xém xém qua tầng nhất rồi. Bộ bò số 1 này là có giá tại chuồng em là 23.500.000 thôi cô chú anh chị. Con mé đó, nghe mặt nút anh chị. Mặt bư luôn. Dạ, ở lưng đồi ha. Sẽ tích nghiêm chỉnh anh chị. Đó, mình đứng xa anh chị mình dễ nhìn ha. Bò bên em thì nó không có được mập nữa anh chị. Nó hơi dẻo dẻo bò vậy không, chứ không có được mập nữa anh chị. Cũng thiếu cỏ anh chị. Đó, sẽ tích nghiêm chỉnh ha. Bộ bò này kìa, có giá tại chuồng bên em là 23.500.000 anh chị. Nghe cực kỳ là mát sữa anh chị ạ. Lưng đồi dài hở luôn. Cô chú anh chị nào bắt bò bên em bao lòi lõm cho anh chị mình ha. Bao tật lỗi nha. Ví dụ có cái gì em báo cái đó cho anh chị mình dễ hình dung ha. Rồi. Em có chuyến xe về Bình Dương á anh chị. Một chuyến xe về Bình Dương, chuyến xe Bình Phước anh chị. Cô chú anh chị nào sẽ tiện đường em sẵn đó em ghép đi luôn ha. Anh tiếp tục mã số 2 cho cô chú anh chị mình ha. Một mẹ con cũng được 3 bê anh chị. Đực này 2 tháng rưỡi, hơn dư dư 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng bò anh chị. Cũng dài hở đứt thè lắm anh chị. Đừng dài cũng 1.000 tài anh chị. À, con mẹ này đang ôm con này con thứ hai anh chị. Con mẹ chiều cao 1m17 anh chị. Đó. Rất là mát sữa anh chị. Nghe cái mặt, cái lưng anh chị cũng rất là cực kỳ mát sữa ha. Con mẹ bóng ha. Mẹ bóng như tham ở thùng lớn anh chị. Con này dạng sinh lùng anh chị. Đó. Con mẹ này là 1m17 anh chị. Đó. Xé tích nghiêm chỉnh anh chị. Con này là xé tích nghiêm chỉnh. Nó là bề cũng rất là bóng bò rất đẹp anh chị. Đuôi dài lá phết ha. Móng sò chứng đứng thẳng ra anh chị. Bộ bò này có giá tại chuồng bên em là 22.500.000 hay cô chú anh chị. Cái nết ăn hết thân luôn anh chị. Con mẹ nó nết ăn thấy thương luôn. Ăn cái bụng bên chủ bỏ đói. Nó không đủ cỏ ăn. Chiều về nó ăn thấy thương anh chị. Bộ bò này có giá tại chuồng em là 22.500.000 hay cô chú anh chị. Rồi chúng đứng thẳng cực kỳ là đẹp ha. Dạng vú rất là mát sữa anh chị. Cái chiều này cái không thấy thương anh chị. Mấy con mà chịu ăn chịu uống vậy mình nuôi nó không có xuống bò anh chị. Đỡ xuống bò ha. Nghe cực kỳ là mát sữa anh chị. Móng sò chuyển thẳng hết từ mẹ tới con anh chị. Không lỗi, không tì vết, không lỗi nha.
Con này là đang ôm con này, con nghé thứ hai ha anh chị. Mã số 2 có giá tại chuồng em là 22.500. Con mẹ xin đã hai lứa ha anh chị. Tiếp tục mã số 3 cho cô chú anh chị mình ha. Con mẹ siêu ha, siêu mỏ đỏ nha. Con mẹ siêu mỏ đỏ đẻ ra con nghé, con nghé đực kem, nghé tầm 1,5 tháng tuổi nha anh chị, 1,5 tháng hay gần 2 tháng chứ chưa được 2 tháng nha anh chị. Đó. Con mẹ này là chiều cao 1m23 ha cô chú anh chị, nhưng mà cũng lớn bò ha, xương sóc lớn ha, đứng móng sò chứ đứng thẳng cô chú anh chị, bò cũng dài đòn cao lắm anh chị. Rất là dài đòn, rất cao gáo ha, xương to ha, nghe được kem. Con này là đẻ con đầu tiên nha cô chú anh chị, con siêu này là đẻ con đầu tiên ha, siêu mỏ đỏ ha. Con mẹ nó là siêu trại hồi xưa đó anh chị, cái ra được con siêu mỏ đỏ này nè đó. Nghe chừng cũng lớn nha anh chị, xương sóc lớn dài đòn giống mẹ nó ha, nhưng mà cái này lông máu nó chưa rụng hết nha anh chị, lông máu nó còn, tại vì bò này mới tháng mấy, gần 2 tháng chưa rụng lông máu hết đâu anh chị ạ. Rất là cao ráo dài đòn ha, bò này lớn bò lắm anh chị, xương sóc to, móng sò chân đứng thẳng ha, đuôi cũng dài lá phết chị, rất là mạ sữa anh chị. Đây. Đó. Tại bò này nói chung ta không chăm sóc á, cho nên nó cũng không đầy đủ anh chị. Bộ bò siêu màu đỏ, nghe được kèm anh chị. Con mà bò mẹ này là mới đẻ lứa đầu tiên anh chị. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình ha, thời gian qua đã ủng hộ tại bò Minh Trung ha. Em cũng vừa bán hết cái lốc bò rồi anh chị, em giao đi hết rồi, hôm nay cũng về được mấy bò anh chị. Này có được bộ cái mà ông anh ở Tiền Giang ông chốt rồi, ông gọi Zalo ông chốt rồi, còn cái lốc này là người ta còn gửi lại anh chị. Đó. Lốc này là anh chị bắt gọi hết rồi nhưng còn gửi lại. Bộ này thì anh Tiền Giang anh gọi xuống anh chốt rồi, mẹ kem cái âm kem luôn anh chị. Đó. Em còn 3 bộ anh chị, 3 bộ được không anh chị. Đó. Rồi bộ bò này có giá tại chuồng bên em là 23.500 hay cô chú anh chị. Giá rất là yêu thương cô chú anh chị. Con mẹ siêu dài đòn cao ráo ha, chiều cao nó 1m23 anh chị. Em đo chỗ thấp nhất, còn chỗ cao nó rừng 1m27-1m28 anh chị, gần 1m3 rồi đó. Cái xích sau mông đó, tại em đo là em đo cái dài chỗ thấp nhất anh chị. Đó. Bộ bò mẹ con đực mã số 3 có giá tại chuồng của em là 23.500. Rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha.